Lễ khai mạc Ngày hội Văn hóa Thể thao Du lịch các dân tộc vùng Tây Nguyên lần thứ nhất tại tỉnh Kon Tum năm 2023 sẽ diễn ra vào tối ngày 29 tháng 11. Các khâu chuẩn bị của đơn vị chuyên môn và các đoàn đến thời điểm này cơ bản hoàn tất. Cùng với đó là sự háo hức mong đợi của người dân về các hoạt động sẽ diễn ra trong thời gian tổ chức ngày hội. Quảng trường 16 tháng 3 thành phố Kon Tum là địa điểm tổ chức lễ khai mạc Ngày hội Văn hóa Thể thao Du lịch các dân tộc Tây Nguyên lần thứ nhất tại tỉnh Kon Tum năm 2023. Đội ngũ kỹ thuật và công nhân đang gấp rút thực hiện những khâu cuối cùng trong lắp ráp sân khấu và gian trưng bày sản phẩm văn hóa, sản phẩm ô cốp của các địa phương. Riêng khu vực sân khấu của quảng trường, đơn vị thi công hoàn thành nối các khối hình với nhau, trang bị màn hình LED, thiết bị âm thanh, ánh sáng hiện đại. Từ đó giúp các phần lễ, tiết mục nghệ thuật có sự tương tác về mặt hình ảnh tốt nhất. Có thể nói rằng đây là một cái mảng không thể thiếu được mà cũng rất quan trọng. Để thành công hay không là nhờ vào cái hệ thống âm thanh ánh sáng sân khấu. Thế thì ngoài những cái đã được chuẩn bị rồi thì chúng tôi cũng huy động một số các cái đơn vị chuyên phục vụ âm thanh ánh sáng để giúp cho đơn vị trung tâm văn hóa nghệ thuật để đảm bảo làm sao được cho cái đêm diễn nó diễn ra được tốt đẹp nhất và những cái công nghệ áp dụng vào nó cũng tốt nhất để đảm bảo cái việc trình chiếu. Để chuẩn bị cho các hoạt động chính thức của ngày hội, tỉnh Kon Tum còn chú trọng việc tạo dựng cảnh quan, tuyên truyền trực quan. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay tại các tuyến đường chính trên địa bàn thành phố Kon Tum đã được trang trí bởi nhiều pano, khẩu hiệu, băng rôn và cờ hoa. Qua đó thì hướng đến chào mừng Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch các dân tộc vùng Tây Nguyên lần thứ nhất. Điều này còn giúp cho thành phố Kon Tum như khoác lên mình một chiếc áo mới, thể hiện niềm vui mừng, phấn khởi để chào đón các đại biểu, người dân và du khách khi đến tham quan và tham gia vào các hoạt động của ngày hội. Hiện nay, thành phố Kon Tum hoàn thiện trang trí 14 cụm pano tuyên truyền cố định, 10 cụm mô hình di động, 14 băng rôn cỡ lớn và 150 tác phẩm tranh cổ động trên các tuyến đường Trần Phú, Bà Triệu, Duy Tân, khu vực quảng trường 16 tháng 3. Nội dung giới thiệu về Ngày hội Văn hóa, Thể thao, Du lịch các dân tộc vùng Tây Nguyên, văn hóa cổng chiêng, không gian lễ hội truyền thống, thành tựu kinh tế xã hội. Bản thân tôi, những cái ngày này khi đi ra đường, tâm trạng của tôi rất là háo hức khi đến các cái ngã tư, ngã ba, các cái phố thì thấy các cái pano áp phích trang trí rất là đẹp. Tôi rất là háo hức và mong chờ để được đến cái ngày hội để được xem cũng như là hiểu biết thêm về cái truyền thống của dân tộc Tây Nguyên mà nơi mình đang sinh sống. Đến nay các khâu chuẩn bị đã hoàn tất, sẵn sàng cho khai mạc ngày hội. Lần đầu tiên đăng cai tổ chức sự kiện này, tỉnh Kon Tum nỗ lực tổ chức các hoạt động hấp dẫn, đáp ứng sự kỳ vọng của người dân, du khách.